Trinh Su, hôm nay là sinh nhật mình đấy. Bố mẹ đã mua cho mình cả một ổ bánh to kìa, các bạn có nhìn thấy không? Sinh nhật mình có chị Su Su đến dự này, có bạn Sâu xinh xắn nữa, và đằng này là bạn ngựa con. Mời các bạn cùng đến dự sinh nhật mình nhé. Tớ là Sâu xinh xắn, đây là sinh nhật Trinh Su. Tớ sẽ nhảy một bài để tặng bạn Trinh Su đây, các bạn hãy theo dõi nha. Trinh Su theo dõi nha. Hello hello, Sâu xinh xắn hãy thể hiện đi. Xin cảm ơn, Sâu xinh xắn xin cảm ơn. Sâu xinh xắn này, Sâu xinh xắn bố kéo quá. Rồi cho đây. Sâu xinh xắn có vẻ thèm ăn bánh quá rồi. Tớ sẽ nhảy một vòng nữa nhá. Wow, Sâu xinh xắn nhảy lung tung hết cả lên rồi. Wow. Đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trinh Su các bạn ạ, tớ cũng nhảy một bài. Chúc mừng sinh nhật bạn Trinh Su nhé. Tớ con nhảy cứ đâm vào bánh là thế nào vậy? Tớ con đi kìa, tớ con nhảy kìa. Ê, chà, ngựa con nhảy. Chúng ta phá cỗ thôi. Mình thay mặt Trinh Su cảm ơn ngựa con nhé. Sâu xinh xắn nhé. Mời các bạn phá cỗ thôi. Để Su Su đi lấy dao vào cắt bánh nhá. Dao về rồi đây. Su Su cắt bánh nha. Thôi Su Su ngồi đấy, chị sẽ giúp Su Su cắt bánh nha. Phần bánh ngọt và một phần bánh sandwich. Ai ăn bánh sandwich nào? Để sâu thích ăn bánh sandwich lắm. Nhầm. Sâu đã ăn hết cái bánh sandwich rồi đây. Các bạn nhớ ăn khỏe vào nhá, sẽ mau lớn, bồng luôn. Ngựa có vẻ rất thích ăn bánh kem kìa. Cho bạn ngựa ăn bánh kem nào. Bạn ngựa cũng ăn giỏi quá, không kém gì bạn Sâu đâu. Các bạn nhớ ăn giỏi như bạn ngựa nhé. Nào, đến lượt Su Su rồi. Su Su đứng dậy đi. Hết phần của mình rồi. Mầm. Ôi, chị hôm nay không thích ăn bánh gato à? Bọn mình chụp công chung một kiểu ảnh nhé. Cảm ơn các bạn đã đến dự sinh nhật của Trinh Su nhé. Các bạn nhớ hay ăn, trông lớn, vậy các bạn sẽ cao lớn và giúp được việc nhà cho bố mẹ. Xin chào, hẹn gặp lại trong các tập sau nhé.